Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi giọng nói trên máy tính, có thể là PC hay là laptop, chúng ta đều có thể thay đổi được. Chúng ta sẽ thay đổi giọng nói từ giọng nam sang giọng nữ, từ giọng nữ sang giọng nam, hay là nhiều bạn thì thích giọng trẻ con, giọng radio. Nói chung là có rất nhiều giọng để cho mọi người có thể là thay đổi mọi người nhé. Thì để có thể là thay đổi được cái giọng nói của chúng ta ở trên máy tính thì mọi người cần phải tải một cái phần mềm về. Cái phần mềm này gọi là phần mềm thay đổi giọng nói mọi người nhá. Thì link tải cái phần mềm này mình sẽ để bên dưới mục mô tả cái video này. Mọi người kích vào link ấy thì nó sẽ ra trang chủ của cái phần mềm. Mọi người có thể là tải về. Thì link tải mình sẽ để bên dưới mục mô tả cái video này mọi người nhá. Mọi người kích vào link ấy thì đây nó sẽ có rất nhiều những cái bộ cài để chúng ta tải về. Tải download 32 bit này, có nghĩa là win của mọi người ấy mà cài cái win là 32 bit thì mọi người sẽ tải bản 32 bit đây này, hỗ trợ win 7, win 8, win 10 và win 11. Tải bộ là 64 bit này. Tải bộ 64 bit 32 bit, có nghĩa là cái bộ này sẽ có hai nhá. Hình như là win trên Mac cũng dùng được này. Để biết là máy ta là 64 hay 32 thì đơn giản thôi. Mọi người sẽ vào Windows E này, phím Windows là cái phím có bốn cửa sổ nhỏ mọi người nhá. Kích chuột phải vào ZPC, chọn cho mình mục Property này. Mọi người sẽ nhìn thấy này. Ở đây là System Type này, 64 thì là 64, còn 32 sẽ là 32. Đó. Thì ở đây mình là 64 thì mình chỉ tải cái bản 64 thôi, kích vào. Thì nó sẽ tải về mọi người nhá, rất là nhanh thôi. Sau khi tải xong ấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt. Mọi người sẽ kích chuột trái vào này. Chọn Z cho mình. Chọn Lake này. Chọn Lake. Chọn Lake. Chọn Install nha. Phim. Như vậy là chúng ta đã tải và cài thành công cái phần mềm thay đổi giọng nói nhá. Bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm lên này, kích vào. Đấy, thì nó sẽ mở đây này và mọi người sẽ thay đổi giọng nói nhá. Trường hợp ấy mà mọi người thấy cái mục này ấy, nó là màu xám ấy thì là nó sẽ chưa gọi là chưa bật thì mọi người sẽ chưa thay đổi giọng nói nhá. Đấy, ví dụ mình kích chuột phải vào này và mình ấn tên đi thì nó sẽ bị màu xám xám như này này, có nghĩa là nó chưa bật cái phần mềm thì mọi người chưa có thể là thay đổi giọng nói được. Mọi người phải kích chuột phải vào hoặc là ấn chuột đúp chuột trái này đó và ấn turn on. thì mọi người mới thay đổi giọng nói nhá. Tiếp đến mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi giọng nói. Đây chỉ là giọng đàn ông thôi. Mọi người sẽ kích chuột phải vào này, chọn cho mình là set for change hoặc là kích đúp và chọn set for change. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều giọng nói đúng không ạ? Ở đây là giọng baby à chứ không phải giọng nói à, con trai à. Đây mình sẽ qua này. Đây chính là giọng đàn ông này. Đây sẽ là giọng con gái này. Còn đây là giọng human pill gì ấy. Đây là giọng baby. Đây là giọng Radio. Đây là giọng robot này. Đấy, đây là giọng robot mọi người nhá. Còn đây là giọng gì đây? Hắn và dữ liệu lên và dữ liệu này. Giọng khẩu lâu này. Giọng giọng mau Tyson này. Giọng phát marketing. Giọng số marketing. Đấy, nó sẽ có rất. Sau mình để chuyển về giọng đàn ông. Đây. Đấy thì nó sẽ có rất nhiều giọng nói nhá. Mình tắt đi cho mọi người nghe cho nó dễ. Đấy thì cái phần mềm này nó có rất nhiều giọng nói, giọng đàn ông, giọng con trai, giọng con gái, giọng trẻ con, giọng radio, giọng robot là có rất là nhiều rồi. Nếu mọi người muốn nhiều hơn nữa thì mình sẽ làm một cái video sau để hướng dẫn mọi người cách thêm những cái giọng nói vào cái phần mềm này. Nhưng chắc là mình sẽ làm ở video sau nhé, vì video này cũng khá là dài rồi. Nhưng mà mình nhận thấy ấy, là những cái giọng nói này này cũng đã khá là đủ để cho mọi người sử dụng rồi. Giọng đàn ông, giọng con trai, giọng con gái. Giọng radio cũng khá là nhiều để mọi người có thể là quay video, mọi người có thể là live stream cũng khá là ổn rồi. Ấn close tắt đi này, đấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta có thể là thay đổi giọng nói được ở trên máy tính nhá. Mọi người nhớ là khi mọi người thấy nó xám xám này thì mọi người bật lên. Còn nếu mà thấy nó bật rồi thì thôi. Còn nếu mà muốn không muốn thay đổi giọng nói nữa thì tắt đi nhá. Là xong. Mọi người chú ý cho mình, vì nhiều bạn bảo mình là không thay đổi giọng nói được, giọng nói vẫn như vậy. Thì một là do mọi người chưa bật thôi, mọi người phải bật lên mọi người nhá. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách thay đổi giọng nói ở trên máy tính. Khá đơn giản thôi, mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.